Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá Án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ vì ghen tuông mù quáng, đối tượng đã nung nấu ý định sát hại hai mẹ con hàng xóm vô cùng tàn độc, để rồi chỉ đến khi phải xa các con, xa rời cuộc đời tự do để trả giá cho tội lỗi, người đàn bà bất hạnh này mới nhận ra rằng lẽ ra mình không nên oán hận trả thù, vì suy cho cùng, những con người bội bạc đó không đáng để cho mình phải đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân và tương lai của các con mình. Nhiều năm trước, Nguyễn Thị Minh Hiền là một cô gái xinh đẹp cỡ hoa khôi xóm ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chính vì xinh đẹp, đảm đang nên Hiền mới lọt mắt xanh chàng trai Nguyễn Văn Dũng cùng thôn. Khi yêu và cưới Hiền, Dũng không nghề nghiệp, ham chơi, nhưng bù lại, anh chàng này đẹp trai, gia đình khá giả, bố mẹ chồng đều là cán bộ nghỉ hưu, sống mẫu mực và thương con thương cháu. Nhờ bố mẹ chồng hiền hậu và tốt bụng, hai đứa con một gái một trai của vợ chồng Hiền được ông bà chăm sóc tươm tất chu đáo. Chồng Hiền thì vẫn lông bông lang bạt, gánh nặng gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng Hiền và hai đứa con sống nhờ vào quán hàng bánh mì pa tê mỗi sáng mà Hiền phải thức khuya dậy sớm cặm cụi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ. Với một người phụ nữ nông thôn sống đơn giản như Hiền, được hết lòng hy sinh, chăm lo cho chồng cho con, thế cũng là hạnh phúc. Hiền đâu ngờ rằng gái có công mà chồng vẫn phụ. Hiền cứ đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi con, thú thực là cũng có ít thời gian để mắt đến chồng. Cho đến một ngày, Dũng bỏ đi lập phòng nhì với một cô công nhân ở Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ. Thoạt đầu Hiền không tin, chị chỉ nghĩ chồng đi chơi đâu đó vài bữa rồi lại về. Vả lại, vợ chồng ăn ở với nhau đã hai mặt con rồi, chắc anh ta chẳng nỡ lòng nào dám thế. Nhưng mẹ con Hiền càng chờ đợi càng vô vọng. Qua người quen mách bảo, Hiền biết chồng mình chung sống và có con riêng với vợ bé. Sự thật nghiệt ngã chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến Hiền mất ăn mất ngủ. Chị bỏ ăn bỏ làm để tìm cho ra tổ con chuồn chuồn. Sau nửa tháng trời lùng sục, Hiền đã tìm thấy chồng mình đang sống tại một nhà trọ với người tình là chị Đỗ Thị L, kém Hiền gần chục tuổi, cùng đứa con trai của hai người mới được hơn một tháng tuổi. Cố nén nỗi đau bị phụ bạc bằng tất cả tấm lòng nhân hậu và tử tế vốn có, Hiền đã bình tĩnh ân cần nói chuyện với cả Dũng và L. Chị yêu cầu L để Dũng trở về nhà, có trách nhiệm với bố mẹ già và các con. Còn đứa con trót lỡ của L, gia đình Hiền cũng sẽ có trách nhiệm. Hôm đó, anh chồng đồng ý theo vợ về nhà, nhưng về hôm trước, hôm sau anh ta lại bỏ vợ bỏ con đi theo người tình. Bỏ qua sĩ diện, Hiền lại một lần nữa dùng khổ nhục kế là dắt theo các con thơ đến tận nơi ở của đôi gian phu dâm phụ để kéo chồng về với tổ ấm gia đình. Hiền muốn lòng nhân hậu tử tế và cảnh ngộ thương tâm của hai đứa con thơ trước nguy cơ tan vỡ gia đình sẽ đánh thức trong người thiếu phụ trẻ kia một lương tâm biết phải trái đúng sai mà chấm dứt hành vi cướp chồng. Hiền cho rằng chồng mình bị cô gái kia bỏ bùa mê, nhưng không ngờ chính chồng Hiền chẳng mảy may xúc động xót thương mẹ con Hiền, anh ta còn thẳng tay đánh đập Hiền trước mặt vợ bé và các con. Trong nỗi đau khổ ê chề, Hiền cố bình tĩnh yêu cầu chồng cho xem giấy khai sinh của cháu Nguyễn Thế Tê sinh năm 2006 do L sinh ra, nhưng anh Dũng không đồng ý. Đúng lúc hai bên đang cãi vã, xô xát kịch liệt vì chuyện này thì L bế cháu Tê đi ngang qua. Trong nỗi tức giận không kiềm chế được bản thân, Hiền đã hất cả bình dung dịch đậm đặc mang theo vào người chị L và đứa con trai mới 35 ngày tuổi. Hậu quả là chị L bị tổn hại 81% sức khỏe, còn cháu bé không qua khỏi. Với hành vi trên, Nguyễn Thị Minh Hiền bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ tuyên mức án phạt 18 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong phiên tòa hôm ấy, Hiền đã trình bày trong nỗi ân hận dày dứt rằng: "Tôi ân hận vô cùng vì đã nỗng nổi, lỡ ra tay sát hại đứa trẻ vô tội ấy. Xét cho cùng, nó cũng đâu có tội tình gì, nó chỉ là nạn nhân tội nghiệp của bi kịch do thói trăng hoa của cha mẹ. Và dù rằng là kẻ gây ra tội ác, nhưng khi hiểu rõ về nguyên nhân phạm tội của Hiền, ít nhiều Hiền đã được dư luận cảm thông." Hiền vào tù, bỏ lại hai đứa con thơ dại cho cha mẹ chồng nuôi dưỡng. Theo người cha chồng của Hiền kể lại, thì sau khi xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng, biến hoa khôi công nhân thành tàn phế, thì chị L cũng bị người tình thẳng tay bỏ rơi không tương tiếc để đi tìm những bóng hồng nhẹ dạ, xinh đẹp, trẻ trung hơn. Giờ đây, chị Hiền chỉ còn hai đứa con là niềm hạnh phúc, động lực để sống bên cạnh cha mẹ chồng nhân hậu. Nếu quá khứ tội lỗi kia có thể thay đổi được, chắc hẳn Nguyễn Thị Minh Hiền sẽ hành động khác, sẽ không oán hận trả thù những kẻ bội bạc vì suy cho cùng những con người đó không đáng để cho người đàn bà này phải đánh đổi cả tương lai hạnh phúc của bản thân và các con. Chuyện buồn của Hiền là bài học cảnh tỉnh
hãy cư xử bình tĩnh, bao dung, đừng để ghen tuông, căm hận, lấn át lý trí để rồi phải lãnh hậu quả quá đắt. Ở một vụ án khác, cũng chỉ vì cuồng khen quá mức, người đàn ông ít học đã ra tay sát hại man dợ tình địch. Kinh hoàng hơn cả là sau khi ra tay, đối tượng vô tư về nhà ngủ đến sáng. Phạm Văn Minh vốn ít học, quê ở xã miền núi Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Năm 2020, theo bạn bè giới thiệu, Minh ra Bắc Ninh để làm ăn. Thời gian đầu, Minh làm cho một doanh nghiệp làm đúc sắt, sau đó đi lái xe tải, lái taxi để kiếm tiền nuôi con. Trong thời gian này, Minh thuê nhà của chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1980, trú ở phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, sau đó có quan hệ tình cảm với chị này. Chị P làm nghề bán rau ở chợ Tháp, bỏ chồng và có phòng trọ cho thuê. Cuộc tình của chị P và Minh dù trái luân thường đạo lý, nhưng tình cảm khá mặn nồng. Hàng ngày Minh đi làm, chị P đi chợ, trưa và tối nấu cơm, ăn cùng với nhau. Trong thời gian sống với chị P, tiền kiếm được bao nhiêu, chi vào tiền phí hết, không gửi về cho vợ con được bao nhiêu. Đến tháng 6 năm 2022, do công việc không ổn định nên Minh bỏ việc về quê. Tuy nhiên, hắn ta vẫn thường xuyên liên lạc với chị P, thường xuyên tranh thủ ra Bắc Ninh thăm chị. Thời gian gần đây, mình thấy chị P có biểu hiện khác lạ nên đã để ý, phát hiện chị P thường xuyên nhắn tin cho người khác. Nghi chị P có người tình mới, mình đã để ý và phát hiện chị P hay nhắn tin cho anh Trần Văn Hát, sinh năm 1976 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Anh Hát là đội trưởng của một công ty đóng trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Anh Hát cũng đã có vợ con ở Bắc Giang. Gia đình hạnh phúc, vợ anh Hát là người chỉn chu, tình cảm, hết lòng lo cho chồng con. Tuy nhiên, sau khi mình về quê vào tháng 6 năm 2022, chị P đã quen và có tình cảm với anh Hát, hai người thường xuyên qua lại với nhau. Biết chuyện này, mình ghen tuông nên đã nhiều lần dằn mặt chị P, không cho người tình quan hệ với anh Hát. Tuy nhiên, vốn là người đàn bà không đoan chính, chị P không dứt tình cảm với mình nhưng cũng không chấm dứt việc quan hệ với anh Hát mà tiếp tục bắt cá hai tay với hai người đàn ông đều đã có gia đình. Cũng chính vì điều này đã dẫn đến vụ án mạng đau lòng và bi kịch cho ba gia đình, trong đó có cả những đứa con của chị P phải gánh chịu. Ghen tuông, bực bội về chuyện người tình không chung thủy với mình, ngày 18 tháng 9, mình đi xe máy từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để tìm người tình. Sau khi đến nhà không gặp chị P, mình đi xe máy lòng vòng để tìm thì bất ngờ phát hiện anh Hát đeo chị P đi đám cưới về. Khi gặp người tình, mình điên tiết đánh chị P, ghen tuông âm ỉ, khiến cho những người trong khu trọ ái ngại. Tối 18 tháng 9, Minh ngủ lại nhà chị P cho đến rạng sáng thì bỏ đi. Người đàn bà này cũng không ngờ được rằng gã người tình đã biết được quy luật của chàng người tình kia nên thủ sẵn dao để tìm cách sát hại cho hả cơn ghen cuồng. Đến khoảng gần 5 giờ sáng ngày 19 tháng 9, người dân đi tập thể dục ở khu vực Song Tháp, phường Châu Khê, Từ Sơn phát hiện một người đàn ông gục bên cạnh xe máy, trên người có vết thương chảy máu nên đã hô hoán và báo cáo với cơ quan công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện thành phố Từ Sơn, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hát. Trên người anh Hát có hai vết thương do vật sắc nhọn gây nên. Ví tiền, xe máy không bị mất. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án, cách nạn nhân gục ngã khoảng 500m. Xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, nên lực lượng chức năng đã tập trung ra soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các mâu thuẫn nợ nần, làm ăn, tình ái, tìm nhân chứng, người biết việc, trích xuất các camera của nhà dân dọc bên đường. Tuy nhiên, không có camera nào ghi lại hình ảnh nạn nhân bị sát hại. Do trời tối nên nhân chứng cũng không biết gì cụ thể, chỉ nhìn thấy có một người đàn ông đi xe máy qua vung tay với nạn nhân rồi đi tiếp. Qua rà soát các mối quan hệ, những người làm việc cùng với anh Hát đều cho biết nạn nhân là người hiền lành, tử tế, không rượu chè, cờ bạc, cũng không nợ nần ai. Chính vì vậy, lực lượng chức năng chuyển hướng tập trung nghiên cứu về các quan hệ tình cảm của nạn nhân và phát hiện anh Hát có quan hệ tình cảm với chị P. Chiều hôm trước vẫn chờ chị P đi đám cưới. Được mời lên làm việc tại cơ quan công an, chị P đã kể lại câu chuyện bị Minh đánh, sau đó Minh bỏ đi đâu không rõ. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Minh. Lần theo dấu vết của Minh, lực lượng chức năng xác định, sau khi gây án, Minh bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa. Ngay trong đêm 19 tháng 12, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh, và Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra,
đã chỉ đạo một tổ công tác do các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự vào ngay Thanh Hóa để tổ chức truy bắt đối tượng Minh. Vào đến quê mình ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy đã nửa đêm. Mặc dù rất mệt sau một ngày làm việc cật lực, nhưng tổ công tác không ai dám nghỉ ngơi, phối hợp với công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, tổ chức nắm tình hình, xác định đối tượng đang ở nhà. Nơi Minh ở là khu vực miền núi, xa khu dân cư, trên một quả đồi có rất nhiều cây cối dễ tẩu thoát. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã quyết định bắt giữ đối tượng ngay trong đêm, không để hắn trốn thoát. Về phía Minh, sau một ngày chạy xe từ Bắc Ninh về Thanh Hóa, hắn ăn uống xong xuôi, coi như không có việc gì xảy ra, rồi lên giường đi ngủ. Hắn không ngờ, chỉ chưa đến một ngày, hành tung của hắn đã bị lật tẩy. Bị bắt bất ngờ, mình không kịp chống cự, đành tra tay vào còng. Như vậy, chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Công an Bắc Ninh đã giải mã thành công vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, đưa về Bắc Ninh để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Minh khai nhận do ghen tuông với nạn nhân nên hắn đã tìm hiểu trước, nắm rõ quy luật sinh hoạt của anh Hát là thường xuyên đi mua đồ ăn sáng rất sớm để ăn rồi đi làm. Với quyết tâm sát hại tình địch để thỏa máu ghen tuông, mình đã chuẩn bị một con dao nhọn đem theo người để tìm cách gây tội ác. Theo đó, đêm 18 tháng 8, sau khi ngủ với chị P, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 19 tháng 9, mình mang theo dao, lấy xe máy phóng đi. Biết anh Hát sẽ đi qua khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, nên mình đợi sẵn ở đó. Đến khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, anh Hát đi mua đồ ăn sáng. Mình đã chặn đầu xe máy, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh Hát, rồi phóng xe về Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực bến xe nước ngầm Hà Nội, mình vứt dao rồi đi tiếp. Sau khi bắt giữ được Minh, Công an Bắc Ninh đã dẫn giải đối tượng đến địa điểm vứt dao là hung khí gây án. Đến 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, tổ công tác Công an Bắc Ninh đã thu giữ được tang vật vụ án là con dao nhọn được vứt tại khu vực đường Vành Đai 3 thuộc tổ 14, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Về phía vợ con mình, sau khi thấy mình bị bắt, mấy mẹ con đều choáng váng khi biết chồng cha của mình đã gây tội ác tày trời như vậy. Vợ mình không thể ngờ người chồng đầu gối tay ấp của mình đã quan hệ bất chính, lại còn ghen tuông vô lối, nhẫn tâm sát hại người khác. Vợ con nạn nhân Hát cũng đau khổ không kém khi người đàn ông hết mực chỉn chu, biết thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình, lại ngoại tình dẫn đến thiệt thân. Đáng trách nhất là chị P, người là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án. Vì sự lẳng lơ, bất chấp luân thường đạo lý đã gây ra cảnh đau lòng, người chết, kẻ vào tù, bản thân và gia đình mình chịu sự coi thường, khinh rẻ của xã hội. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, bởi nếu không kiểm soát được tình cảm, không làm chủ được bản thân thì có thể dẫn đến những chuyện đau lòng. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh về tội giết người và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Trần Văn Nam theo dõi. Khi phát hiện vợ và người tình vào nhà nghỉ, Nam đã bí mật đột nhập vào phòng nghỉ và núp dưới gầm giường. Giữa khuya, bất ngờ lao ra đâm chết tình địch ngay tại chỗ. Theo cáo trạng, từ năm 2006, Trần Văn Nam kết hôn với PTH và có với nhau một đứa con. Đến khoảng tháng 6 năm 2012, biết vợ có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Dương, chú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Nam đã khuyên nhủ vợ, sau đó bỏ về quê cũ Thái Bình. Tại Thái Bình, Nam còn bị tình địch ông Dương điện thoại, nhắn tin xúc phạm, đe dọa nhiều lần. Đến tháng 9 năm 2014, Nam quay lại quê vợ ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Biết thông tin vợ thường hẹn gặp ông Dương tại nhà nghỉ TH xã Bình Lâm, nên Nam bí mật thuê phòng trọ bên cạnh để theo dõi bắt quả tang. Đến khuya ngày 20 tháng 9, khi biết chắc tình địch và vợ mình sẽ vào nghỉ lại, Nam tìm cách lẻn vào phòng rồi chui xuống gầm giường mai phục. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi Dương vào phòng vệ sinh thì Nam từ gầm giường lao ra tấn công, dùng dao đâm chết tình địch ngay tại chỗ. Ngày 31 tháng 12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Hiệp Đức và tuyên phạt 3 năm tù đối với Trần Văn Nam, 35 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Hung thủ trong vụ án mạng kinh hoàng tại huyện Hiệp Đức vào khuya ngày 20 tháng 9 năm 2014. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động.
Ngoài án tù, hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng và chu cấp cho con bị hại đến 18 tuổi với mức 750.000 đồng một tháng, mẹ già bị hại 500.000 đồng một tháng một người. Tại hiện trường nghe tiếng la hét, người dân kéo đến hiện trường thì đã thấy nạn nhân gục chết trên vũng máu. Chị Hân, vợ Trần Văn Nam lúc này hoảng loạn ôm đầu. Ông Thái Văn Hoa, chủ nhà nghỉ kể, lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình khi nghe thấy tiếng kêu la từ phòng trọ số 1. Tôi vội chạy sang, mở cửa phòng thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ông Dương nằm quằn quại trên vũng máu. Cạnh đó chị Phạm Thị Hân đang khóc thảm thiết. Sau đó, tôi điện báo cho công an huyện Hiệp Đức. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì ông Dương đã tắt thở. Còn Nam bị thương ở tay, máu chảy nhiều nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cũng theo chủ nhà nghỉ, Nam thuê trọ tại đây từ 5 ngày trước khi xảy ra án mạng. Thỉnh thoảng, anh ta đi mua thuốc lá và rượu về phòng uống. Đến bữa cơm, Nam không ra ngoài mà nhờ ông Hoa mua thức ăn về phòng trọ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận cưới chị Hân gần 10 năm trước. Hai người đã có với nhau con gái 8 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên hai người ly thân. Cách đây hơn một năm, Nam phát hiện vợ có quan hệ với ông Dương. Ông này đã có hai đời vợ và 5 con gái. Nhiều lần can ngăn không được, Nam bỏ về quê Thái Bình sinh sống. Tuy nhiên, tức tối về mối quan hệ bất chính của vợ, anh ta lại bắt xe vào Quảng Nam rồi bí mật theo dõi cặp tình nhân này với ý định trả thù. Tối ngày 20 tháng 9, khi phát hiện chị Hân và người tình vào nhà nghỉ trên, thuê phòng số 1, Nam đổi sang phòng bên cạnh để theo dõi. Trong lúc ông Dương đi ra ngoài thì Nam đã lẻn vào rồi chui xuống gầm giường nằm đợi. Sau đó, ông Dương chốt cửa để cả hai cùng đi ngủ thì bất ngờ Nam lao ra rồi đâm liên tiếp vào người ông này. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân đã đâm gần 20 nhát ở đầu, ngực và lưng nên đã tử vong. Hậu quả của mối tình bất chính là ông Dương vĩnh viễn ra đi. Còn hai người đàn bà từng đầu ấp tay gối với ông cũng đối diện với những lời đàm tiếu của người đời. Nghe tin chồng bị sát hại, bà Trúc, vợ của ông Dương bàng hoàng. Bà kể sau khi chia tay người vợ đầu thì không có con trai, ông Dương và bà dọn về sống với nhau. Sau nhiều năm, bà sinh 3 người con nhưng vì đều là con gái, nên những năm gần đây ông Dương lạnh nhạt với bà. Là một người buôn gỗ, ông thường đi xa, rất ít khi về nhà. Khi biết ông ấy qua lại với cô Hân, tôi như chết lặng và nhiều lần can ngăn nhưng không được. Tôi cũng đã gặp Hân để nói chuyện phải trái, nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, bất chấp những lời đàm tiếu của mọi người. Bà Trúc kể và cho hay, ngoài thói trăng hoa thì ông Dương còn ham mê cờ bạc. Từ khi bà Trúc không quan tâm chồng nữa, thì công việc làm ăn của ông Dương ngày càng đi xuống. Theo bà, trước đây, hàng tháng ông đều đưa tiền cho vợ trang trải cuộc sống và nuôi con. Nhưng từ khi gặp Hân thì bao nhiêu tiền làm ra, ông Dương đều đưa cho người tình và nướng vào cờ bạc. Trong khi đó, vợ của hung thủ và người tình của ông Dương là chị Phạm Thị Hân kể. Cách đây 10 năm, cô tình cờ gặp Dương tại bãi vàng rồi cưới nhau. Sau khi sinh được con gái thì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Đang trong lúc buồn chán về chuyện gia đình, Hân được Dương quan tâm giúp đỡ tiền bạc nên dần có tình cảm với nhau. Mặc dù cô biết ông này có 2 đời vợ và 5 người con gái. Khi đến với tôi, Dương thường xuyên giúp tiền bạc và hứa sẽ ly dị để chung sống với nhau, nên tôi cũng hy vọng. Mối quan hệ duy trì được 1 năm thì chồng tôi biết. Tôi cũng đã nói với Nam là không còn tình cảm nên hai người đã sống ly thân. Hân kể mối quan hệ của mình với người đàn ông 2 vợ. Theo chị, Nam là người hiền lành. Dù biết vợ đi theo người khác nhưng chưa một lần chửi bới hay đánh đập cô. Khai tại cơ quan công an về vụ án mạng, Hân cho biết chiều 20 tháng 9 hai người hẹn nhau tại nhà nghỉ. Khi đến nơi, do mệt nên cô nằm ngủ trước, còn ông Dương đi xem bóng đá. Nửa đêm, Hân nghe thấy tiếng động tỉnh giấc thì thấy Nam đang đâm tới thấp vào người ông Dương. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, tôi chết cứng, không thốt nên lời. Giờ tôi rất ân hận, giá như nghe lời khuyên của anh ấy thì bây giờ không xảy ra cơ sự này. Thực tình, tôi không còn tình cảm gì với chồng, nhưng để xảy ra vụ việc, lỗi là ở tôi, Hân nói và khóc. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.